xấu, vào là khổ lắm, thôi đừng có vào. Trời ơi, bạn nghĩ sao vậy? Vậy bạn đã từng đến những cái khu resort 5 sao, những khách sạn 5 sao, 6 sao chưa? Bạn vô trong cái nơi đó, bạn nói, ơi, mấy người trong đây xấu, mấy người trong đây khổ lắm á. Hay là bạn đi đến những cái khu ổ chuột, những cái khu nhà nghèo mà họ kiếm ăn từng bữa, đó chính là những nơi mà họ khổ. Vậy theo bạn, ở những khách sạn 5 sao, ở những khu resort, và ở những cái căn biệt thự triệu đô, ở đó là những người khổ hay là ở những cái khu mà ổ chuột là những người khổ? Mình suy nghĩ sai là cuộc đời mình dính đầy gai nha. Giàu luôn luôn là cái nơi, là cái đích đến của nhiều người mơ ước. Hãy đến những cái nơi của những người thành công và giàu có để xem coi cái điều bạn nói có đúng không. Những người giàu họ khổ hay không là do cách sống họ, nhưng hầu hết những người nghèo là những người sẽ dễ khổ, còn những người giàu sẽ dễ sướng hơn. Hãy thay đổi cái cách suy nghĩ của mình đi nha.